Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin giao thông an toàn của VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 4 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo thống kê, đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 75 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 98 vụ, làm chết 51 người, làm bị thương 74 người. Trên các tuyến cao tốc xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Tuyến Nội Bài - Lào Cai xảy ra 2 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây 1 vụ, 1 người bị thương. Tuyến Pháp Vân - Cầu Rẽ 1 vụ, 2 người bị thương. Đường sắt xảy ra 3 vụ làm chết 2 người, bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã kiểm tra xử lý 9.227 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trước nhiều vụ tai nạn đường thủy liên tiếp trong thời gian qua, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam vừa đề nghị xử lý nghiêm với các phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm, chở quá trọng tải cho phép, chở quá số người, phương tiện, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Bên cạnh đó, xử nghiêm những người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng chứng chỉ chuyên môn không phù hợp. Đặc biệt, đối với các phương tiện thủy chở vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này vừa thẩm định xong đề án thành lập hãng hàng không mới Sky Việt và đang chờ Bộ Giao thông Vận tải quyết định. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung, hãng Sky Việt sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2016 với vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng, quy mô đội tàu bay dưới 10 tàu. Sky Việt do Vietnam Airlines góp 51% vốn điều lệ bằng tài sản hiện hữu do Vasco đang quản lý và khai thác. Sau khi được thành lập, hãng hàng không mới này sẽ kế thừa bộ máy, nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có của Vasco và tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiều qua ngày 3 tháng 4, xe tải mang biển số 36C11930 do tài xế Lê Anh Tú điều khiển lưu thông trên đường DT741 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khi đi đến đoạn độ dốc Tà Bế do chạy với tốc độ cao nên tài xế bị mất lái, lao thẳng lên giải phân cách rồi lao qua phần đường đối diện. Cùng lúc này, chiếc xe tải mang biển số 54T3861 chở gỗ cao su đang điều khiển lưu thông chiều ngược lại cũng vừa leo lên dốc. Vì quá bất ngờ nên đã bị chiếc xe tải của tài xế Lê Anh Tú lao trực diện vào đầu xe. Cú tông quá mạnh khiến cả hai tài xế bị kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ. Khoảng 22 giờ 30 ngày 3 tháng 4, ba thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 94F8-4713 lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Gò Mây về ngã tư Bà Hom. Khi đến trạm thu phí An Sương, An Lạc thì không làm chủ tay lái để xe máy đâm liên tiếp vào các thanh sắt trắng rồi hút mạnh vào đuôi xe tải đang dừng mua vé ở làn ô tô. Cú đâm mạnh khiến ba thanh niên bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Rạng sáng ngày 4 tháng 4, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Sáng nay 4 tháng 4, một xe container đã bị lật trên cầu Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến giao thông bị cản trở. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe bị nổ lốp trên đường xuống dốc và mất lái. Container lao qua phải, đâm mạnh vào thành cầu. Một trong hai thùng hàng văng qua làn đường dành cho các phương tiện rẽ phải xuống đường Huỳnh Tấn Phát. Đầu xe hư hỏng nặng và một đoạn thành cầu bị tông gãy. Thời điểm xảy ra tai nạn này là khoảng 6 giờ sáng, ít phương tiện lưu thông, nên may mắn không có thiệt hại về người. Đến gần trưa, hiện trường mới cơ bản được giải quyết để các phương tiện có thể lưu thông ổn định. Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 4 tháng 4, tại tuyến đường Dã Đàn, Hà Nội, một chiếc xe Innova đã đâm ngã một cảnh sát giao thông khi được ra hiệu lệnh dừng xe do vi phạm giao thông. Sau đó, tài xế đã lái xe và bỏ chạy. Sự việc được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc. Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành truy đuổi chiếc xe, tuy nhiên tài xế xe Innova đã rất liều lĩnh lạng lách qua các tuyến phố chạy trốn. Tới khu vực đường Kim Liên, Lương Định Của, tài xế đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an bắt tại trận. Người dân vì quá bức xúc đã cầm gạch đá đập vỡ cửa kính ô tô, sau đó lôi tài xế ra ngoài và đánh đập người này.
lực lượng công an phường Kim Liên đã phải can ngăn người dân và làm việc với tài xế. Tài xế được xác định là Bùi Phúc Thụ, sinh năm 1991, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Khoảng 8 giờ sáng nay, một chiếc ô tô 7 chỗ và hai chiếc xe buýt đã đâm liên hoàn nhau trên xa lộ Hà Nội, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc vào giờ cao điểm sáng. Theo đó, xe buýt số 30 chạy tuyến chợ Tân Hương, Đại học Quốc tế mang biển kiểm soát 53N7150 lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc thì đâm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A40125 lưu thông cùng chiều phía trước. Lúc này, tài xế chiếc xe buýt số 6 mang biển kiểm soát 53N3636 lưu thông phía sau, cố đánh lái tránh nhưng không được, khiến phương tiện tông vào đuôi xe buýt số 30. Vụ va chạm liên hoàn khiến các xe dính nhau giữa đường, hư hỏng. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Ngay sau đó, có một vụ va chạm liên hoàn 4 xe ô tô khác cũng xảy ra trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua cầu Đồng Nai khoảng 1 km. Tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.800 chiếc xe mà cơ quan chức năng không biết nên xếp vào loại xe gì, xe ô tô hay xe thô sơ. Đây là loại xe mà một bộ phận người dân còn khó khăn dùng làm phương tiện kiếm sống hàng ngày, chở hàng thuê. Chiếc xe có hình dáng giống một chiếc ô tô tải loại nhỏ, phía trước có cabin với hai chỗ ngồi, phía sau để chở hàng. Giá một chiếc xe loại này khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM, loại xe này được gọi chung là xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Loại xe này cho phép lưu thông nhưng lại không đủ điều kiện đăng kiểm. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho 2.805 xe, thường mang biển số bắt đầu bằng 50 TD. TD ở đây nghĩa là thí điểm. Người điều khiển xe phải có bằng lái xe tải. Khi kiểm tra xử phạt, cảnh sát giao thông cũng áp dụng những lỗi thuộc xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, nhưng không phân định rõ được xe này thuộc loại xe tải hay thô sơ, nên ít khi chặn xe kiểm tra xử phạt. Hôm nay, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ các đối tượng chuyên trộm xe mô tô để bán sang biên giới Campuchia. Các đối tượng bị bắt gồm có Lê Duy Khánh sinh năm 1999, Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1996 và Nguyễn Thị Tuyết Nhung sinh năm 1995 cùng tạm trú tại khu 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 27 tháng 3, qua công tác điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện tại phòng trọ số 1, nhà trọ Lê Thành thuộc khu 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, có 3 đối tượng có dấu hiệu sử dụng đoàn để trộm cắp xe mô tô và cất giấu tại phòng trọ. Kiểm tra phòng trọ này, Công an đã thu giữ 2 xe máy cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm xe. Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai nhận đã thực hiện chót lọt 4 vụ trộm xe trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và thị xã Thuận An. Số xe chúng trộm được mang đến biên giới Việt Nam và Campuchia thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bán cho đối tượng người Campuchia. Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thì ô tô cỡ nhỏ dưới 1.500 cm3 có thể sẽ giảm giá do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu mới. Theo dự thảo, xe cỡ nhỏ chở người dưới 10 chỗ, dung tích xi lanh động cơ từ 1.500 cm3 trở xuống sẽ giảm thuế suất so với hiện hành từ 45 đến 40% và có thể tiếp tục hạ còn 35% kể từ 1 tháng 1 năm 2018. Theo giới bán xe, các model chịu tác động đến từ Toyota như Vios, Yaris, Honda với City bên cạnh Hyundai i10, i20, Ford Fiesta, EcoBoost, Kia Morning. Đây là những chiếc xe có dung tích xi lanh dưới 1.500 cm3. Với mức giảm thuế 5% trên mỗi sản phẩm, các xe này có thể bán thấp hơn từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ một chiếc. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. We'll be right back.
phương tiện được phép lưu thông từ 100 đến 120 km/h, nhưng với tình trạng vi phạm diễn ra tràn lan, không kiểm soát, hiện đang khiến nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam, Hà Nội, Hải Phòng rất đáng báo động. Hàng loạt các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, thương tâm đã xảy ra, nhưng dường như vẫn không có những tác động tới ý thức, sự chủ quan từ phía người tham gia giao thông. Ghi nhận của VTC14. Ngày 29 tháng 2, trên tuyến cao tốc Hải Phòng-Hà Nội, xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 15A-12226 đang lưu thông theo hướng Hải Phòng-Hà Nội đã đâm đối đầu với xe 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29D-06062 điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, một người chết. Vụ mới đây nhất xảy ra ngày 16 tháng 3, đoạn qua thành phố Hải Dương, xe Ford Focus biển Hà Nội đỗ tại làn rừng khẩn cấp chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội. Khi tài xế bước ra ngoài thì bất ngờ bị xe Mercedes C350 biển thành phố Hồ Chí Minh đâm mạnh từ phía sau. Vụ tai nạn khiến một người tử vong. Điểm chung của hai vụ tai nạn này đều do người tham gia giao thông vi phạm luật đi ngược chiều và dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đáng nói, sau những vụ tai nạn thương tâm, tình trạng vi phạm trên cao tốc vẫn cứ diễn ra như thế này. Chủ chiếc xe 15A20761 dừng đỗ trái phép trên cao tốc nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Xe nó đang có cái sự cố, nó đang không được an toàn. Nó báo là xe thì tôi phải dừng lại, tôi kiểm tra xe đấy. Xe mình bị thế nào? Dạ. Xe mình bị thế nào? Tôi thấy nó cứ kêu ạ. Nó cứ kêu ở cái phần máy. Tôi đang muốn đưa vào tôi kiểm tra cái xe xem là nó thực sự an toàn không ạ. Còn nếu nó không an toàn tôi sẽ phải gọi cứu hộ. Ghi nhận của VTC14 cũng cho thấy trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện đang được trang bị khá đầy đủ các biển báo hiệu giao thông, nhưng vi phạm về tốc độ hay dừng đỗ không đúng nơi quy định lại rất phổ biến. Thậm chí có những trường hợp lưu thông làn 100 km/h nhưng vẫn chạy 120 km/h. Ví dụ như là buổi chiều tối là tôi đi làm ấy thì khi quay trở về ấy thì rất nhiều xe là chạy tốc độ là không đúng. Ví dụ trong làn trong này thì là chỉ hạn chế là 100 thôi. Mắc là 100 thôi nhưng mà nhiều xe vẫn chạy song hành được với lại cái làn là cái cao bên này. Cũng chưa thấy có điều gì đáng lo lắng cả, nhưng mà đáng nhẽ những trời sương mù này thì đề nghị nhắc nhở lái xe bật đèn lên cho nó chuẩn. Về việc các phương tiện chấp hành các quy định chẳng hạn như về tốc độ về làn đường, anh thấy tuyến này nào anh đi thì anh thấy Mình thấy rằng là có một số cái trường hợp thì vượt ở tốc độ cao ở trong làn đường trong cùng, nhưng đấy cũng là một cái điều rất chi là nguy hiểm. Theo Ban Quản lý Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng, từ khi tuyến đường đưa vào khai thác, ít nhất đã xảy ra khoảng 10 vụ tai nạn và quệt giao thông, khiến ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương. Trung bình mỗi tháng phải nhắc nhở khoảng 600 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Từ khi mà đưa vào khai thác toàn tuyến đến nay thì cái hiện tượng xe dừng đỗ ở trên tuyến nó cũng rất là phức tạp, đặc biệt là một số cái xe khách thì có hiện tượng là dừng đỗ và đón trả khách. Thì chúng tôi cũng đã từng làm một cái số văn bản gửi về các cái doanh nghiệp vận tải yêu cầu là không được đón trả khách ở trên tuyến. Và một số xe con thì người ta cũng chưa hiểu được cái nội dung là dừng đỗ trên tuyến là nó gây nguy hiểm cho các cái phương tiện, cho chính mình và cho các cái phương tiện đi phía sau. Đấy thì qua cái hoạt động mà tuần tra kiểm soát thì các cán bộ của bên bộ phận tuần đường cũng nhắc nhở các cái phương tiện là không dừng đỗ đón trả khách trên tuyến đường cao tốc. Những vụ tai nạn trên đường cao tốc để lại hậu quả rất nặng nề và thương tâm, gây thiệt hại lớn về con người cũng như tài sản. Nếu không có những giải pháp tích cực, chủ động, thì tình trạng vi phạm sẽ cũng cứ diễn ra như thế này. Bản tin giao thông an toàn ngày 4 tháng 4 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.